Đây là trận đấu đặc biệt, đánh dấu lần đầu tiên tuyển nữ Việt Nam ra sân tại World Cup. Đó không chỉ là niềm vinh dự và tự hào của bóng đá Việt Nam mà còn là cả Đông Nam Á, trang chủ Liên đoàn bóng đá Việt Nam, VFF, dẫn lời Chủ tịch Trần Quốc Tuấn. Trong lần đầu tiên ra sân ở World Cup, đội tuyển nữ Việt Nam đã thể hiện sự quyết tâm và nỗ lực đúng như lời hứa trước trận của huấn luyện viên Mai Đức Chung. Mặc dù thất bại trước đội vô địch thế giới với tỷ số 0-3, các cầu thủ dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Mai Đức Chung đã nhận được sự khen ngợi xứng đáng. Những cô gái đã thể hiện chiến thuật tốt, tuân thủ chỉ đạo của huấn luyện viên và thi đấu kiên cường trước đội bóng số 1 thế giới. Những nỗ lực của đội tuyển đã giúp họ nắm giữ tôn trọng từ các đội tham gia World Cup và thu hút sự quan tâm của dư luận quốc tế, Chủ tịch VFF nhận xét. Trận đấu đầu tiên đã khép lại, và ông Trần Quốc Tuấn nhấn mạnh rằng đội tuyển cần phục hồi nhanh chóng và tập trung cho các trận đấu tiếp theo. Hy vọng rằng đội tuyển sẽ luôn sẵn sàng chiến đấu với tinh thần cao nhất, để lại dấu ấn đặc biệt trong lần đầu tham dự World Cup tại New Zealand. Thành tích thi đấu tốt của đội tuyển nữ Việt Nam trước một đối thủ mạnh trong trận ra quân có phần là nhờ sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Đội đã trải qua nhiều giai đoạn tập huấn và gặp gỡ nhiều đối thủ ở các cấp độ khác nhau, từ đó thể hiện sự tiến bộ đáng kể. Sự góp mặt tại World Cup 2023 không chỉ là vinh dự mà còn là một thử thách và cơ hội để đội tuyển nữ Việt Nam chứng tỏ khả năng và tiềm năng của mình trước toàn thế giới bóng đá.